Xin chào các bạn, lại là cô Hannah đây. Và trong video clip ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa tiếp một bài Practice Test Writing Test 1 in Cambridge 12 and Test 2. Đây là bài thực hành thứ hai và chúng ta sẽ làm một bài dạng map trong sách Cambridge số 12 và Test số 2 nhé. Chúng ta cùng xem nào. Đề bài: The maps below show the center of a small town called Islip as it is now and plans for its development. Hai cái bản đồ dưới đây chỉ cho chúng ta về một trung tâm của một thành phố nhỏ được gọi là Islip hiện nay cũng như là kế hoạch cho sự phát triển của nó. Thì đây là dạng map so sánh giữa hai dạng map xem nó thay đổi và phát triển như thế nào. Thì các bạn nhìn thấy đây là Islip Town Center now, hiện tại. Và phía dưới Islip Town Center Plan Development, đây là kế hoạch thay đổi của nó. Và bài này có gợi ý cho chúng ta cái compass ở đây là bàn ha. Chính vì vậy mà các bạn sẽ dùng các ngôn ngữ về directions, những ngôn ngữ chỉ phương hướng liên quan tới la bàn này, Đông Tây Nam Bắc khi chúng ta làm bài. Đó. Rồi, chúng ta cùng paraphrase một vài cụm từ trong đây là bước đầu tiên. The maps, bản đồ chúng ta có thể thay thế bằng từ diagrams. Ha. Below không bao giờ viết lại trong phần mở bài nhé. Show, chỉ ra. Cụ thể hơn mình có thể thấy là bài này đang minh họa những thay đổi. Mình có thể thay thế nó bằng từ illustrate hay là từ compare, so sánh ha. Là cái map hiện nay và cái map dự kiến sẽ thay đổi như thế nào. Mình cũng có thể dùng từ compare. The center of a small town. Ở đây có gợi ý cho chúng ta Islip Town Center. Thì đây cũng là một cách paraphrase hay cho cụm từ trên đây. The center of a small town called Islip. Đúng không nào? Rồi tiếp theo các bạn cần paraphrase cụm từ it is now. Bây giờ ha, hiện tại thì mình có cụm như là currently, at present, ha, hoặc là shown on the existing plan, shows on the existing map, được thể hiện, được chỉ ra trong biểu đồ hiện tại, đại bản đồ hiện tại. Thì mình sẽ thay thế từ now thành từ existing, currently or at present, ha. Và plans for its development, nói về sự phát triển development, thì chúng ta có từ improvements, refurbishments, ha, sự cải thiện, sự cải tạo, hoặc là growth, sự phát triển gì đó. Và plans, nói về kế hoạch thì chúng ta có từ proposals, ha, vân vân. Và chúng ta cùng xem bản paraphrasing ở dưới đây. The center of a small town sẽ là the central area of a town. Danh từ center, mình đã đưa nó về dạng tiếng từ ha, central area, khu vực trung tâm của thị trấn ha. Hoặc trong bài người ta cũng có paraphrase cho chúng ta đó là Islip Town Center. Ha. Tiếp tục, it is now. Có thể paraphrase thành những từ như là now, currently, at present, show on the existing map. Ha. Và plans for its developments. Plan developments. Những thay đổi được lên kế hoạch. Hoặc là proposals for some improvements. Possible changes, nói sự phát triển cũng có thể mình đưa vào từ sự thay đổi ha, changes, và những thay đổi có thể ha, đề xuất đó, possible changes or suggested cũng được ha, suggested changes, những thay đổi được đề xuất, or potential refurbishments, những sự sửa đổi tiềm năng ý là trong tương lai sẽ làm. Thì đây là những từ mà các bạn sẽ áp dụng đối với những bài nào mà nói về những kế hoạch thay đổi trong tương lai. Xem lại dạng map này một lần nữa. Thì chúng ta có dạng map thì thường sẽ có 3 dạng ha. Dạng thứ nhất là như chúng ta nhìn thấy trong bài đó là một cái hiện tại so sánh với một cái tương lai. Thì mà chúng ta sử dụng hầu hết sẽ là tập trung vào cái tương lai. Các bạn sẽ sử dụng future tense trong bài này ha. Khi đề cập tới hiện tại, chúng ta vẫn chia thì present tense, vẫn chia thì hiện tại đơn. Nhưng chủ yếu chúng ta đề cập tới tương lai sẽ thay đổi như thế nào, thì chủ yếu chúng ta tập trung vào future tense, thì tương lai. Thì đây là một dạng ha. Một dạng khác là so sánh một cái quá khứ cùng với một cái hiện tại. Đó. Biểu đồ phía trước là quá khứ, biểu đồ sau hiện tại. Khi đó chúng ta lại tập trung nói về hiện tại đã thay đổi như thế nào, đúng không nào? Và các bạn thường hay dùng thì hiện tại đơn, present tense or present perfect tense, thì hiện tại hoàn thành. Đó. Khi đề cập tới quá khứ vẫn dùng quá khứ. Và dạng thứ ba đối với dạng map đó là so sánh hai cái biểu đồ cùng ở quá khứ ha. Thì trong ba cái dạng đó, dạng thứ hai là dạng phổ biến nhất, so sánh cái quá khứ với hiện tại.
Dạng này thì phổ biến nhì, so sánh hiện tại với tương lai ha. Còn dạng so sánh 2, biểu đồ trong quá khứ thì ít hơn. Như vậy đối với dạng map, các bạn lưu ý về phần thì chúng ta sử dụng nhé, để tránh bị sai thì sẽ bị trừ điểm đó. Rồi sau khi mình paraphrasing thì chúng ta tới bước planning ha. Cô sẽ đi theo cấu trúc này trong suốt tất cả các bài mà cô hướng dẫn dạy trong quyển Cambridge, trong các quyển Cambridge luôn. Các bạn sẽ theo sát cái format hướng phát triển như thế này thì chúng ta viết bài nhanh hơn. Về phần planning thì chúng ta sẽ planning overview và body. Overview sẽ có hai câu, tìm ra hai đặc điểm đáng chú ý nhất trong hình. Nhìn vào hình, mình thấy là cái khu vực ở giữa này thay đổi rất là nhiều đúng không nào? Cụ thể là chúng ta nhìn thấy thay đổi ở về con đường ha. Ngày trước thì có một main road ha, bây giờ thì main road đã trở thành pedestrians only, đường dành cho người đi bộ. Ngoài ra thì chúng ta thấy có mở rộng con đường dual carriageway ha, con đường hai chiều, và tạo thành hình vòng xung quanh trung tâm thành phố này ha. Thì điều thay đổi đáng kể nhất chúng ta nhìn thấy đó là khi mà xây dựng thêm ring road, hay là gọi là đường nhẫn ha, đường tạo thành hình vòng đó. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn thấy shops, housing, khu vực cửa hàng và khu vực nhà ở, cũng như là các cơ sở vật chất khác của khu thị trấn này cũng thay đổi ha. Thì đó là overview thứ hai, shops, housing areas cũng thay đổi do sự thay đổi của các con đường này. Rồi, đó là phần overview chúng ta nhìn thấy thay đổi đáng kể nhất ha, và những thay đổi đáng kể khác. Ngoài ra phần body, body thường đối với dạng map chúng ta có thể dựa vào một cái đặc điểm nào đó, chúng ta chia bài thành hai phần, thường là như thế. Nhiều bạn thì chọn body 1 ở phía trên đây ha, và body 2 ở phía dưới đây, tức là lấy main road chia đôi ra so sánh. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là cái dual carriageway, cái đường hai chiều tạo thành vòng tròn xung quanh thị trấn này, khó chia đôi lắm, nên vậy là cách hay hơn chúng ta sẽ chia theo các nhóm, mình nhóm lại với nhau body 1, những thay đổi liên quan tới đường. Thì gồm có ring road and pedestrian road. Và body 2 là nói về những tòa nhà ha, hoặc là nhà ở, shops, housing areas. Thì chia như vậy nó sẽ dễ dàng theo dõi hơn. Chúng ta có phần introduction. Đầu tiên đề bài. Maps chuyển thành từ diagrams. The diagrams illustrate the center of ha, chỉ ra trung tâm thị trấn này bây giờ và dự kiến trong tương lai. Thì bây giờ mình sẽ nói là biểu đồ, hai biểu đồ minh họa một vài thay đổi đề xuất đến khu vực trung tâm. Some proposed changes. Proposed đồng nghĩa với từ suggested ha, những thay đổi đề xuất đó, to the central area of the town of Islip. Và chúng ta paraphrase từ đồng nghĩa the center of a small town called Islip, thì mình đưa về the central area of the town of Islip. Tiếp tục chúng ta qua phần overview. Đối với phần overview thì chúng ta sẽ có hai câu, thường chúng ta sẽ bắt đầu với cụm từ là it is clear that, rõ ràng thì the principal change to the town will be the construction of a ring road around the center. Sự thay đổi đáng chú ý nhất thì mình có thể dùng từ principal change or significant change đều được ha, nói về sự thay đổi đáng kể. Thay đổi của cái gì đó thì chúng ta dùng cho từ to nhé, không phải dùng cho từ of. Change to ha, thay đổi đến thị trấn này, đó là dùng tương lai ha, bởi vì mình nói về sự đề xuất. Như cô nói, thường chúng ta tập trung vào hình số 2 nhiều hơn, xem thay đổi như thế nào. Đó là sự xây dựng, the construction of, sự xây dựng của con đường xung quanh thị trấn này. Various other developments, những thay đổi khác, with regard to shops and housing, thì liên quan tới các cửa hàng và nhà ở, will accompany the building of this road, cũng sẽ đi kèm với sự thay đổi của con đường này. Sự thay đổi thứ hai liên quan tới shops and housing, mình có thể mở rộng thêm đó là cũng liên quan tới sự xây dựng con đường này. Trong phần body 1, chúng ta sẽ tập trung vào thay đổi của những con đường ha. Và để kéo dài phần body 1 một chút xíu, chúng ta có thể dùng câu là looking at the map ha, nhìn vào biểu đồ một cách chi tiết ha, hoặc là nhìn vào biểu đồ như nó bây giờ. Looking at the map of Islip as it is now, we can see that there is a main road running through its center from east to west. Nhìn vào biểu đồ chúng ta thấy hiện nay thì có ha. Có, như vậy hiện nay chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn ha, có một con đường chính, main road ở đây.
Và nó chạy xuyên qua trung tâm thành phố này ha, mình sử dụng là running through, rút gọn mọi mối quan hệ ha. Which runs sẽ là running through its center, trung tâm của nó, từ hướng đây, hướng west to east hay east to west đều được. The plan is to, kế hoạch là gì? À, đây, kế hoạch là pedestrianize this road so that it will not be accessed by vehicles. Kế hoạch là sẽ chuyển con đường này thành đường đi bộ, tức là pedestrianize, chuyển hóa nó thành đường đi bộ. Vì thế mà nó sẽ không được tiếp cận bởi phương tiện giao thông. To make this possible, traffic will be diverted onto a dual carriageway that will form a ring around the town center. Và để khiến điều này có thể, thì phương tiện giao thông sẽ được chuyển đi ha, à, chuyển vào con đường là dual carriageway. Và con đường carriageway là con đường gì? Và đây là danh từ mới, thông tin mới mình thêm vào, mình phải giải thích cho nó. À, con đường này tạo thành một hình nhẫn ha, will form a ring, và xung quanh trung tâm thành phố. Đó. Như vậy chúng ta tập trung vào thay đổi của hai con đường này thôi. À, các bạn lưu ý nè, there is a, có một cái gì đó, sử dụng ở thời hiện tại đơn. Nhưng kế hoạch là sẽ làm gì đó, mình sẽ sử dụng cấu trúc là the plan is to. To ở đây thường nói về dự kiến trong tương lai hay những cái đề xuất trong tương lai, mình sẽ dùng is to. Rồi trong tương lai còn làm gì nữa, mình sẽ dùng will. Và đối với dạng map, động từ chủ yếu các bạn dùng ở dạng passive ha, be diverted. Cái mà sẽ hình thành that will, sử dụng mệnh đề quan hệ ha, câu phức. Đa số trong bài chúng ta nên tận dụng sử dụng câu phức. Tiếp tục phần body 2, chúng ta nói về sự thay đổi của shops, housing areas and other public facilities, đúng không nè? Hiện tại, currently, there is a grow of shops along either side of the main road. Hiện tại thì có một hàng, một chuỗi các cửa hàng, đây, a row là một hàng ngang đó, các cửa hàng. There is a row of shops dọc theo hai bên con đường. Thì các bạn học thuộc cách diễn đạt là dọc theo hai bên con đường, thì mình sẽ không nói là along both sides of the main road, mà chúng ta sẽ dùng là along either side of the main road ha. Cách diễn đạt này sẽ đúng hơn và tự nhiên hơn. Along either side of the main road nghĩa là ở hai bên con đường thì có các chuỗi cửa hàng, đúng không nè? However, it appears that, dường như là, thì mình dùng cái này để nói về tương lai ha, có vẻ như là the shops along the north side of the new pedestrian street. Những cửa hàng đó ở phía bắc ha, mình sẽ dùng các ngôn ngữ biểu đồ ha, như vậy là along the north side, dọc theo phía bắc của con đường đi bộ mới, new pedestrian street, will be demolished. Thì shop ở phía bên đó sẽ bị demolished to make way for, để nhường chỗ cho ha, a bus station, a shopping center, a car park and a new housing area. Rồi. Tiếp tục, the shops along the south side of the street. Những cửa hàng ở phía bên nam của con đường đi bộ này thì sao? Will remain, vẫn giữ nguyên không đổi này, mình sẽ dùng từ remain. But it seems that, nhưng có vẻ như là, à, nói về tương lai, the town's park, công viên thì will be reduced in size, sẽ bị giảm đi về kích cỡ ha. So that more new houses can be built. Nhiều tòa nhà mới được xây dựng. Thay vì trước đây housing thì bây giờ có new housing bên cạnh cái park ha. Như vậy là mình sẽ dùng so that more new houses will be built within the ring road, trong khu vực ring road này ha. Còn ngoài ring road thì vẫn có housing, vẫn giữ nguyên như thế. School vẫn giữ nguyên như thế ha. Thì chúng ta sẽ đề cập hầu hết tất cả các thay đổi trong biểu đồ, chúng ta đều đề cập chi tiết trong hai khổ body và chia ra như thế. Các bạn lưu ý ở đây có một vài ngôn ngữ về dạng map ha, chúng ta có thể học thuộc: along either side of, along the north side of, along the south side of, within the ring road. Ngoài ra ngôn ngữ chúng ta, ngữ pháp chúng ta dùng chủ yếu là ở dạng thể bị động ha, bị động của thì tương lai. Will be reduced in size, can be built, rồi, hay là will be demolished, to make way for, để nhường chỗ cho. Các bạn cũng có thể thay thế bằng là will be replaced with or replaced by, bị thay thế bởi cái gì đó cũng được. Và cuối cùng thì cô tóm lại bạn vocabulary and grammar band 7 and plus, các bạn có thể tham khảo ha, từ bắc, từ
từ đông sang tây, từ bắc qua. Nếu mà dùng từ from east to west tức là nó đi theo hàng ngang ha. Còn from north to south or from south to north tức là có con đường đó chạy theo hàng dọc. Đó. Rồi, vân vân và các cụm từ khác trong bài các bạn sẽ tham khảo và viết lại để chúng ta có thể áp dụng viết các dạng map khác. And that's it for today's lesson. If you like this video, please give me thumbs up. And if you're new here, you should subscribe my channel because I will post new lesson every single week. Until next time, take care.